Khán giả chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ có lẽ đã vô cùng quen thuộc với cô nàng MC với cái tên khá dễ thương, MC Mù Tạt, tên thật là Nguyễn Thị Huyền Trang. Xuất hiện với vai trò là nữ MC của chương trình, Huyền Trang nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả hâm mộ bởi phong cách dẫn trẻ trung, hiện đại và thông minh. Với nhiều tài lẻ như ca hát, diễn xuất, Mù Tạt được biết đến như là một hot girl đa tài. Không những thế, cô nàng còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài vô cùng trẻ trung cùng với vóc dáng thon gọn lý tưởng. Trong chương trình Ngôi Sao Ngày Mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá bí quyết làm đẹp và gìn giữ vóc dáng của MC dễ thương Mù Tạt Huyền Trang quý vị nhé. Là hot girl xinh đẹp và MC của chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ trên VTV6, Huyền Trang đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ nhan sắc, đặc biệt là vóc dáng. Bởi công việc bận rộn nên nhiều khi chế độ ăn uống không hợp lý khiến cho vòng eo của Huyền Trang không còn được thon thả. Và đó là lý do ngày hôm nay cô đến với trung tâm làm đẹp được nhiều người nổi tiếng lựa chọn, đó là Thẩm mỹ quốc tế Bali ở địa chỉ 601 Kim Mã, Hà Nội, để tìm cho mình một giải pháp lấy lại vóc dáng lý tưởng. Sau khi được các bác sĩ chuyên gia tư vấn kỹ lưỡng, MC Huyền Trang đã quyết định lựa chọn công nghệ cao Liposonic cho tiến trình giảm béo bụng eo của mình. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh trải nghiệm phương pháp giảm béo Liposonic của MC Huyền Trang tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, một địa chỉ làm đẹp công nghệ cao khá uy tín hiện nay tại Hà Nội. Và không biết là sau khi trải nghiệm công nghệ giảm béo tiên tiến Liposonic, Huyền Trang có cảm nhận như thế nào? Liệu cô có lấy lại được số đo vòng eo như mong đợi? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô. Xin chào các bạn, với Trang thì Trang luôn là người quan tâm và chú ý đến việc chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng của mình. Với tính chất công việc của Trang và đặc biệt Trang là con gái nữa nên điều này vô cùng quan trọng. Ngoài việc tự luyện tập thể dục kết hợp với chế độ ăn kiêng thì Trang còn cần đến sự trợ giúp đắc lực của đội ngũ chuyên gia tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Đến đây thì Trang vô cùng tin tưởng bởi vì Trang gặp gỡ được rất nhiều các bác sĩ giàu kinh nghiệm và nhiệt tình đã chia sẻ cho Trang những bí quyết làm sao để có một vóc dáng đẹp, làn da đẹp và để Trang luôn tự tin tỏa sáng nhất. Không chỉ Huyền Trang mà rất nhiều những diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng cũng lựa chọn công nghệ Liposonic để lấy lại cho mình một vóc dáng thon gọn lý tưởng. Sau hơn một tiếng trải nghiệm với công nghệ Liposonic thì Thu Hoàn đã giảm được 3cm vòng eo và vòng eo của Thu Hoàn cũng trở nên săn chắc hơn chứ không chảy xệ như trước khi thực hiện công nghệ này nữa. Và đặc biệt là bác sĩ tư vấn cho Hoàn còn có chia sẻ rằng là vòng 2 của Thu Hoàn sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Và Thu Hoàn rất mong chỉ trong một thời gian ngắn có thể lấy lại được vóc dáng thon gọn nhờ công nghệ Liposonic này. Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lại vừa trải qua thời kỳ sinh nở, nên vóc dáng là điều mà Thu Quỳnh quan tâm nhất. Do thời kỳ mang thai khiến cho lượng mỡ thừa tại vùng bụng tăng lên đáng kể, làm cho Thu Quỳnh cảm thấy rất mất tự tin khi đứng trước mặt mọi người. Và Thu Quỳnh đã tìm hiểu một số những công nghệ giảm béo, giảm lượng mỡ thừa tại các thẩm mỹ viện. Và thật may mắn khi Thu Quỳnh được biết đến công nghệ giảm béo một lần duy nhất Liposonic tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Sau khi được điều trị với công nghệ này, Thu Quỳnh đã tìm lại được vóc dáng và sự tự tin của ngày xưa. Cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Phân tích về cơ chế loại bỏ mỡ thừa triệt để chỉ sau một giờ điều trị duy nhất của công nghệ Liposonic, các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới cho biết. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy công nghệ Liposonic phá hủy triệt để các mô mỡ mà không gây tổn thương da, không có tác dụng phụ. Không chỉ loại bỏ ít nhất 2,5cm sau 1 giờ điều trị, mà kết quả điều trị với công nghệ Liposonic còn tiếp tục giảm trong vòng từ 8 đến 12 tuần sau đó. Đây là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể thực hiện quá trình chuyển hóa tự nhiên các tế bào mỡ thừa. Vùng điều trị sẽ thon gọn đi mỗi ngày một cách rất tự nhiên mà không phải lo lắng da bị nhăn nheo chảy xệ. Với công nghệ Liposonic, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, bạn có thể sở hữu một cơ thể cân đối, thon thả. Đặc biệt, độ an toàn của công nghệ này cũng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA kiểm nghiệm và chứng nhận. Thẩm mỹ quốc tế Bali tự hào là một trong những cơ sở đầu tiên tiếp nhận và ứng dụng thành công công nghệ Liposonic đúng chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc nhập ngoại chính hãng, Thẩm mỹ quốc tế Bali nhanh chóng trở thành lựa chọn cho những người phụ nữ hiện đại, năng động và thành đạt. Được biết, chiến lược phát triển trong những năm tới của Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ tiếp tục cập nhật và chuyển giao nhiều hơn nữa những công nghệ và phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất trên thế giới về với phụ nữ Việt để luôn xứng danh là trung tâm thẩm mỹ tiên phong tại Hà Thành. Liên hệ Thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 01686 463 463, 0945 368 989, 043 724 6690. Website www.thẩmmỹquốctebali.com, Facebook www.facebook.com/thẩmmỹquốctebali.